Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay công ty Taeko sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm trong shop xe. Đó là cái miếng phốt lông cừu hai mặt. Đây. Thành phần của miếng phốt này là sợi lông cừu tự nhiên và sợi polymer. Kích thước của miếng phốt này là 9 inch. Công dụng của nó là để loại bỏ các vết xước sau khi mình đánh giấy nhám hoặc là các lỗi vết xước nhỏ trên bề mặt sơn xe. Đây. Để sử dụng cái miếng phốt này thì các bạn gắn vào cái máy đánh bát có lõi cốt là 16 ly. Đây, đây là cái lâm nhựa. Thì các bạn có thể gắn vào cái những lõi cốt của máy đánh bát có lõi khoảng là 16 ly. Nếu mà mình không có những cái lõi lớn thì mình có thể xài những cái thanh lõi kiểu như là đầu thu nhỏ lại để cho nó vừa với cái lõi này. Thì để biết thêm thông tin của cái sản phẩm này hoặc nhiều cái sản phẩm chăm sóc xe khác thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là website của công ty Taeko là taeko.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.